Anh tính đổi cái mặt dây chuyền này bằng với cái điện thoại này luôn. Trời ơi, bự vậy luôn. Dạ, nhưng mà anh chị ạ. Anh chị dùng gì ạ? Trời ơi, không ngờ lâu ngày không gặp còn nghèo vậy luôn. Ủa, hai người quen nhau hả? Người yêu cũ mà cấp 3, xưa cô em đó. À, anh nhớ rồi, cái thằng mà nghèo nghèo ngày xưa đi học thì cái chở em ra bờ sông câu cá ngắm hoàng hôn rồi vậy. Đó đó, chính xác luôn. Hên là ngày xưa em bỏ sớm á, thôi giờ khổ rồi. Anh biết không, ngày xưa hả, ngày nào cũng chở em đi ngắm hoàng hôn hết trơn á. Khát nước gần chết, đâu có tiền mua nổi ly nước mía đâu. Em chán quá em bỏ luôn. Trời ơi, gì đó hả? Ừ. Trời ơi, nhìn cái tướng cũng được quá, đẹp trai mà mỗi cái tội là nghèo. Nhưng mà cái tội nghèo đó là cái tội lớn lắm đó, có làm gì được đâu anh. À, hai người dùng gì ạ? Trời đất ơi, thái độ gì như muốn đuổi khách vậy? Hồi nãy ra đây kêu bạn gì, kêu lại đi. Thái độ là tôi kêu quản lý ra nha. Thôi em, đừng có làm khó anh ta nữa. Nè bạn. Anh, bạn cái gì? Trời ơi, có quen biết cái gì đâu mà bạn. À quên, bạn bè gì tầm này. Ừ. Ở đây mày có gì? À, ở đây tụi em có menu à, mời anh chị chọn món. Trời ơi, kêu bằng chị kìa. Cái sườn sườn tôi nghẹp ghê. Nói nghe nè, ngày xưa đi học biết chữ phải không? Đọc cho tụi tôi nghe coi. Menu có nhiều món lắm, anh chị chọn món đi, rồi em order cho. Tao không thích chọn đó. Tao thích mày đọc cho tao nghe đó, được không? Mà em đọc kêu quản lý là đuổi mày đó. Thất nghiệp đó nghe con. Thất nghiệp là nghèo nữa đó. Đói chết. Ừ. Cà phê sữa nóng, cà phê đá. Cà phê đá. Xin tố dầu, cam ép. Cam ép, một ly cam ép. Dạ rồi, anh chị đợi em chút ạ. Trời ơi, xả stress ghê luôn á, thiệt là thú vị. Cục cưng của anh cũng thiệt là thú vị. Anh cũng thiệt là thú vị. Ngon quá. Anh, từ từ. Gì vậy? Anh gỡ cọng dây này ra đi. Nó chóa mắt em hoài rồi nè. Em chịu khó đi. Chứ anh đeo vàng quen rồi, tháo ra là nó bệnh nè. Nhắm mắt lại. Sợ quá. Nè, hai người làm cái gì vậy? Buông ra. Con điên này, tránh ra coi. Muốn ăn đòn hả? Là ai mà hỏi gì? Ủa anh, con nhỏ bầu bì gì là ai vậy? Trời ơi, đang vui nó vô cái mất hứng luôn à. Em đợi anh lát, anh xử lý nha. Cái đồ... Mày điên hả mày? Tôi không ngờ anh khốn nạn như vậy đó. Tôi bầu bì gì, anh ngủ hết con này tới con khác là sao vậy? Rồi sao hả? Mày đừng có đem cái bầu này ra mày nói chuyện với tao. Cái bầu này chưa chắc là của tao. Ai chồng mày hả? Tao cưới mày khi nào mà tao phải trách nhiệm với cái bầu quan này? Tao á, cho mẹ ở đây là mai phước lắm rồi. Bây giờ tao không thích mẹ ở đây nữa. Đi! Anh! Đi! Mày! Khốn nạn! Mày! Mày! Lì nè mày! Đi! Sương, em sao rồi Sương? Làm chị lo quá. Con em đâu rồi chị? Chị, con em đâu? Em bình tĩnh đi Xuân. Chị đang giấu em gì đúng không? Chị cho em gặp con em đi chị. Cho em gặp con em đi. Con em đâu? Hả? Do em bị động thai mạnh nên không có giữ được đứa bé. Chị giỡn với em phải không? Sao mà vậy được? Chị cho em gặp con em đi. Chị nói bác sĩ cho em gặp con em đi nha. Chị, cho em gặp con em đi chị. Con em đâu? Con em đâu chị? Em muốn gặp con em mà. Thôi. Con em đâu chị? Chào con. Xuân à, từ lúc em vô cấp cứu tới giờ á, bác sĩ Tuấn á là người lo cho em đó. Chị đi cũng không có tiền trong người nữa. Mà cũng chính bác sĩ Tuấn là người lo mọi chi phí phẫu thuật cho em luôn đó Xuân. Thôi em ở đây nha.
chị chạy ra mua cho em hộp cháo ăn lấy lại sức nha. Cô thấy trong người sao rồi? Sao lại là anh? Sao anh không để tôi chết luôn đi? Bây giờ tôi đâu có khổ như vậy. Con tôi mất rồi, tôi không có còn tiếng sống nữa. Tại sao cô lại ra nông nổi như thế này? Đáng lẽ cuộc sống cô phải hạnh phúc lắm chứ. Cuộc sống ai mà ngờ trước được điều gì. Sau khi lấy hắn về, tôi mới biết hắn là khốn nạn như thế nào. Nè, hai người làm cái gì vậy? Bây giờ tôi mất hết tất cả rồi. Có đôi khi con người ta cứ mãi chạy theo những danh vọng của đồng tiền, vừa gây ra dòng mê muội của tình tiền đến nỗi mù quáng. Khi mọi thứ sụp đổ rồi họ mới chợt nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn màng rồi. Bởi vậy người ta đau khổ là do theo đuổi những thứ sai lầm. Thôi, cố gắng nghỉ ngơi đi. Mình dấp ở đâu á thì mình đứng lên ở đó. Đời này còn dài mà, cô vẫn còn cơ hội để làm lại cuộc đời. Trên đời này không tồn tại hai chữ không ngờ. Hãy theo dõi kênh Luật Nhân Quả TV để đón xem những tập phim ý nghĩa tiếp theo nha.